Chào mừng các bạn đến với kênh, tôi là người cũ chi. Hôm nay mình xin được giới thiệu cho các bạn là một cặp đực man Mỹ tay lớn, bạc gu, đòn dài, yếm dậu nghiêm chỉnh, chân móng đi hoàn thiện nè các bạn. Đó, chân móng được hoàn thiện nè, xương cối nha. Dòng man Mỹ, man bơm, tay lớn các bạn. Hai cái tay chà bá luôn các bạn không? Xe mặt, xe lưng đồ nghiêm chỉnh nè. Gu rồi gu bật, đòn dài, chân móng đi hoàn thiện các bạn. Chút mình sẽ đo cận cảnh cho anh em thấy luôn chiều cao bao nhiêu nha. Đó, yếm dậu nghiêm chỉnh nè, chân móng đi hoàn thiện nè các bạn. Đó, xe mặt nè. Đó, con này xe mặt, xe lưng đồ nghiêm chỉnh nè, không lan giá nha. Xe mặt, xe lưng đồ nghiêm chỉnh, yếm dậu đồ nghiêm chỉnh hết các bạn. Yếm dậu đồ nghiêm chỉnh hết. Đó, cặp đực man Mỹ tay lớn này thì chủ báo giá là 29 triệu các bạn. 29 triệu cặp đực man Mỹ tay lớn nha. Anh em nào, bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chú bò các bạn. Mình comment dưới màn hình video. Chân móng sò, bạc gu, xương xương cối, yếm dậu đồ nghiêm chỉnh dầu đâm luôn các bạn không? Yếm dậu đồ nghiêm chỉnh đấy các bạn. Đo cận cảnh cho anh em thấy nè. Đo cận cảnh anh em thấy luôn, cao 1m1 bò anh em, cao 1m1. Đích cho 1m17. Đực man Mỹ này cao 1m1, đít cho 1m17, sải tích nghiêm chỉnh. Đó, đực man Mỹ này dòng hỏa đồng nha các bạn. Đó, hơi có ve chút xíu nha. Đó, dòng hỏa đồng hơi có ve chút nha các bạn. Giấy đen hay hòn, chân móng đều hoàn thiện. Đó, giấy đen hay hòn, chân móng đều hoàn thiện. Đó, còn tiếp theo, sải tích nghiêm chỉnh, bạc gu. Còn tiếp theo, sải tích nghiêm chỉnh, bạc gu nè. Đó, bò hạ đồng hơi dễ một chút. Đó, chân móng đồ hoàn thiện, yếm dầu đồ nghiêm chỉnh nè. Cặp đực man Mỹ này thì chủ báo giá là 29 triệu bạn, 29 triệu nha. Tay lớn các bạn. Đó, bò hạ đồng hơi dễ một chút nè các bạn thấy không? Đòn dài. Đòn dài. Tay lớn, yếm dầu đồ nghiêm chỉnh, chân móng sò. Đó, xe mặt nè. Xe mặt, xe lưng đồ nghiêm chỉnh, giấy đen. Đó, xe mặt, xe lưng đồ nghiêm chỉnh, giấy đen hai hòn các bạn. Đó, bạc gu đòn dài, bạc gu nè, đòn dài nè. Đó, chân móng đồ hoàn thiện, xương cối. Đó, dàn chân móng là hoàn thiện hết các bạn. Xương cối kịch cộm nha. Đó, xương cối kịch cộm nha các bạn. Gu là gu bật, gu là gu bật, đầu trùi lũi, đòn dài, chân móng đi hoàn thiện, sải tích thì nghiêm chỉnh. Giá 29 triệu bạn, 29 triệu nha. Đó, anh em nào, bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chủ bò các bạn. Mình comment dưới màn hình video nha. Đầu trùi lũi, tai lớn. Đó, chân móng đồ hoàn thiện, xương cối, dòng là dòng anh Mỹ bên bơm các bạn. Giá hai hòn đen khui. Giá hai hòn đi, đen khui. Bạc gu nè, giá hai hòn đen khui, bạc gu nè các bạn thấy không? Chân móng sò, đầu trù lũi, hai cái tay nghe cái quạt các bạn. Sải tích đồ nghiêm chỉnh, gu bật, tay lớn, đầu trù lũi. Cặp đực man Mỹ này thì chủ báo giá là 29 triệu các bạn, 29 triệu cặp đực man Mỹ này nha. Anh em nào, bạn bè nào gần xa có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chú bò các bạn. Mình comment dưới màn hình video. Hai cái tay chà bá nè, đầu trù lũi nè, chân móng đây hoàn thiện nè, mặt gu nè, sải tích đồ nghiêm chỉnh các bạn. Đo cận cảnh cho anh em thấy luôn, cao 1m1 bò nè anh em, cao 1m1 bò nè, ngang ngón tay nè, đích nè, đích cao 1m7, đực man Mỹ này cao 1m1, đích cao 1m7, mặt gu đòn dài, yếm dậu đồ nghiêm chỉnh, đầu trù lũi, tay lớn, dòng này dòng man Mỹ, man bơm. Đó, đồng khích cho luôn các bạn, đều cặp này đều cao 1m1 bò. Cặp đực man Mỹ này đều cao 1m1 bò nha các bạn. Đó, đực man Mỹ này cao 1m1 bò, đít cao 1m17. Chân móng đồ hoàn thiện, xương cối, dòng man Mỹ, man bơm, đầu trùi lũi. Đó, giá 29 triệu cặp đực man Mỹ này các bạn, 29 triệu. Anh em nào, bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ nha các bạn.
trực tiếp số điện thoại của chú Bò mình comment dưới màn hình video. Hay cái tai các bạn không? Bạc gu nè, tai lớn nè. Chân đó, bạc gu nè, chân móng đồ hoàn thiện nè. Đầu trùi lũi tai lớn nè. Đầu trùi lũi tai lớn nè. Yếm dậu nghiêm chỉnh đòn dài nè. Chân móng đi hoàn thiện nè các bạn không? Ở giá là 29 triệu các bạn, cặp manh Mỹ đồng khích cho luôn các bạn, điều cao 1m1, bò đích cao 1m17.